Các anh là ai vậy? Tại sao lại trốn tôi? Mày khai thiệt đi. Giá này mày có kênh không? Pháp lý có định tiền không? Dạ. Em nói thật mà. Mày khai thiệt đi. Yêu một câu. Nani? Không tin các anh hỏi người khác đi. Không tin các anh chờ em. Thôi được rồi, anh thử chú thôi. Anh hỏi cho chắc em mà. Chị sẽ chốt cho chú 2 lô. Trời, lại xỉu nữa hả?